Và đây cũng là phút thi đấu, những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu rồi. Như vậy là tỷ số đã được mở dành cho đội khách. Rất bất ngờ, người vừa ghi bàn đó là Trần Đình Kha. Một pha ra vào không tốt của thủ môn Lê Văn Hưng. Rất may mắn cho Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam. Rất tiếc cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ khi họ để thua ở những phút cuối. Và tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam. Khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đăng. Hàng phòng ngự của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ đã chơi tốt trong 90 phút, nhưng phút bù giờ họ lại mất tập trung. Rất tiếc cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Như tôi đã nói, hàng phòng ngự của số Kiến Thiết Cần Thơ cần phải tập trung. Chúng ta hãy xem những phản ứng của các cầu thủ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Họ cho rằng cầu thủ của Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam đã phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng các cầu thủ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ vẫn không có bàn thắng. Và bây giờ họ đã phải nhận một bàn thua. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là pha ra vào bắt bóng không tốt của thủ môn Lê Văn Hưng. Và Trần Đình Kha đã có mặt. Và đây là bàn thắng thứ 3 của Trần Đình Kha ở mùa giải năm nay. Bóng vẫn còn. Không được. Trọng tài đã xác định bóng đi hết đường bên ngang. Bên phía đội khách có sự thay đổi người, cầu thủ mang số 33 Đào Duy Anh sẽ được tung vào sân. Có lẽ đây là tình huống thay người để câu giờ. Đào Duy Anh vào thay cho Lâm Thi Phong. Cầu thủ thi đấu khá tốt bên phần sân của Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam. Một trận thua đáng tiếc. Nếu có chiến thắng trong trận đấu này, sổ số Kiến Thiết Cần Thơ là thất bại đầu tiên của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trên sân nhà. Và như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng kịch tính của Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam. Và thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân đã giành thêm được 3 điểm. Và bây giờ Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam đã có 6 điểm cùng với đội bóng Bình Định. Và một trận đấu đáng tiếc của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ khi họ chơi hay hơn trong hiệp 2 nhưng bàn thắng đã không đến. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa câu lạc bộ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và Sa Đéc Khánh Hòa Bể Việt Nam tại vòng 2 giải hạng nhất LS V-League 2 2020 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.